Xin kính chào quý vị khách hàng, tôi đến từ công ty cửa Nam Window. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm do công ty chúng tôi cung cấp, thích hợp làm cho cửa phòng, cửa nhà vệ sinh hoặc là cửa cho những căn hộ chung cư. Thì loại cửa này là loại cửa nhựa giả gỗ composite. Cửa nhựa composite là loại cửa được chế tạo từ nguyên liệu chính đó là nhựa tổng hợp composite. Chi tiết về loại nhựa này như thế nào thì quý vị có thể tìm hiểu thêm tại wiki để có đầy đủ thông tin hơn. Thì hiện nay ấy, trên thị trường thì cái cửa nhựa composite này cũng khá là nhiều loại. Sự khác nhau giữa các loại đó chính là về độ dày nhựa và độ dày bán cánh. Thì hiện tại sản phẩm chúng tôi cung cấp sẽ có độ dày nhựa là 5 ly và bán cánh dày 45 ml hay là 4 phân rưỡi. Thì trên thị trường ngoài cái sản phẩm này ra thì nó có loại có độ dày nhựa 4 ly, 3 ly, rồi bán cánh có loại 3 phân, 3 phân rưỡi vân vân, nó rất là đa dạng. Nên khi quý vị mà tìm hiểu về sản phẩm này mà có thấy giá cả khác nhau thì đó chính là do sự khác nhau về cái độ dày nhựa và độ dày của bán cánh. Thì cửa nhựa composite này á, thì nó có rất là nhiều mẫu mã khác nhau và có nhiều màu giả gỗ. Đặc biệt là ở cửa này nó sẽ có rong cao su trên khung bao, nên khi chúng ta đóng mở rất là êm và tăng khả năng cách âm. Hiện tại sản phẩm cửa nhựa giả gỗ composite do công ty chúng tôi cung cấp có hơn 60 mẫu và có khoảng 11 màu giả gỗ khác nhau. Về giá cửa nhựa composite do công ty chúng tôi cung cấp thì có đầy đủ chi tiết tại website cửa nhựa namwindow.com. Do giá sản phẩm nó có liên quan đến kích thước cửa và mẫu mã nên là video này thì tôi có báo giá để cho quý vị. Nên là nếu mà quý vị có nhu cầu thì quý vị hãy truy cập vào website tìm hiểu. Giá cả thì chúng tôi có công khai đầy đủ tại website và quý vị chỉ cần bấm vào kích thước là hiện ra giá. Nếu quý vị có nhu cầu về sản phẩm cửa nhựa giả gỗ composite, quý vị có thể liên hệ đến hotline 0933 626060 hoặc truy cập vào website cửa nhựa namwindow.com để tìm hiểu về sản phẩm. Sau đây là hình ảnh mẫu của sản phẩm để quý vị xem qua.